thật sự luôn á, bắt đầu khi mà cái drama này bùng nổ ra, em theo dõi, thật sự là có thể nói là em theo dõi cũng giống như là chị Rô luôn đó, tức là em theo dõi cũng không thiếu tin nào hết trơn, những người nào ủng hộ Rô làm sao lại em theo dõi hết. Em nhắn cái tin đúng chính xác như hồi nãy em có chia sẻ đó, em xin làm bạn với anh, tại vì em cảm thấy là có một người nghệ sĩ ở nước ngoài kêu bảo vệ cho Hồng Loan, rồi sao mình cũng ngưỡng mộ, tại vì mình cũng thương cái hoàn cảnh của em cái đó, mà không biết quay qua quay lại cái là đang bận việc, không hiểu sao rồi ông quay lưng lúc nào cũng bay luôn, ông quay lúc nào cũng ai luôn. Mà người ta nói là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội mình là nó phản thôi, tại vì khi nó phản rồi nó đâm sau lưng mình đâu có để ý đâu. Rồi đôi khi mà nó đang binh mình, ví dụ như Nam đang binh với Hồng Loan đây, Nam binh với Đi, binh họ thì họ tin, thì khi họ sẽ có những cái thông tin mà họ tin họ mới chia sẻ, thì khi họ quay lưng họ phản bội thì trời nó kinh khủng lắm đấy. Ở đây thì Nam không có lên án, tại vì đôi lúc á cái câu chuyện này nè, thực sự luôn chỗ anh Lê Tính như không binh vực nữa thì mình nghe luôn, tại vì thứ nhất mình là trưởng bối, những người mà hồi nãy giờ Nam nói đó ít nhiều gì cũng là cùng trang lứa, ví dụ như Thám Tử Cao hay là Mi Xuân hay là cái chị Trang gì đó, Trang Mobifone, chị Trang Vina, thì cơ bản rằng đó là lớn hơn đôi ba tuổi hoặc là năm bảy tuổi gì thì cũng là một trang với nhau. Nhưng riêng anh Lê Tính thì nói thật ra là anh là giống là chú rồi, là cái vai vế chú rồi, mà đã từng là bạn của nghệ sĩ nữa, cùng kề vai sát cánh. Chính anh là người đã từng kể những cái câu chuyện mà anh cho rằng anh tận mắt anh thấy, là của nghệ sĩ từng du diễn ở nước ngoài, là bận cỡ nào bận cũng phải dành thời gian đi mua bánh mua quà gì. Cũng chính anh là cái người nói Hồng Loan á, người mà của nghệ sĩ yêu thương nhất. Nhưng rồi cũng chính anh bây giờ quay ra em con bé. Xin lỗi mọi người, Nam nói một câu lại bình dân tiếp, tại mỗi lần mà nói từ bình dân là Nam phải xin lỗi mọi người. Trời ơi anh Tính ơi, anh ỉa ra anh ăn lại kỳ lắm anh. Mình là nghệ sĩ đó chứ. Những gì anh nói, những gì anh công kích, kể cả những gì anh bịa đặt thêm cho Hồng Loan, thì về cơ bản do anh là người có quốc tịch Mỹ, pháp luật Việt Nam không có chi phối anh được. Pháp luật Việt Nam không thể nào can thiệp vô một cái công dân Mỹ như anh được. Nhưng mà bây giờ em nói thiệt với anh nè, mặt mũi nào anh về Việt Nam khi cái vụ án này nó kết thúc? Mặt mũi nào anh về Việt Nam anh đối diện với cậu Vũ Linh, với anh, cái người anh mà anh nói đó, mà anh nói là thân thiết đó, mặt mũi nào mà xui xui anh về Việt Nam không khéo anh ăn dịch lộn luôn á trời, không dịch lộn mà không có luộc á. Ông trời ông cho ta cái tài năng và anh sống trên cái tài năng đó của anh. Anh cũng đâu có thiếu thốn đâu. Tới thời điểm này một Việt Kiều ít nhiều gì cũng đã từng đứng trên sân khấu, cũng là một nghệ sĩ. Tại sao bán rẻ vậy anh? Tại sao vậy? Bao nhiêu cái thứ anh cống hiến trong đời anh, nó rực rỡ nhất là tại thời điểm anh binh bé Hồng Loan. Tất cả mọi thứ tốt đẹp của anh nó rực rỡ, nó thơm nhất, nó phát hương nhất tại là ngay cái thời điểm anh binh bé Hồng Loan. Rồi bây giờ anh quay lưng anh thấy anh thành gì? Rồi anh cố gắng, anh lên anh vẫy vùng, rồi anh bịa đặt, rồi anh nhận thông tin tùm lum tùm la, anh truyền tải, tại anh ở nước ngoài anh nói cái gì cũng được, đúng không? Anh ở nước ngoài mà, anh công dân Mỹ, nói tùm lum tùm la luôn, giờ ai làm gì được anh? Rồi chính vì anh nghĩ rằng người ta không làm gì được anh, cho nên anh càng nói anh càng đi xa. Mà tôi nói thiệt, nếu như một ngày nào đó khi mọi chuyện nó kết thúc, tại vì nó phải kết thúc, không thể nào nó kéo dài như tới suốt cuộc đời được. Bất kỳ một cái drama nào thì nó có khởi đầu thì nó sẽ có kết thúc. Anh có dám về Việt Nam không? Anh có dám về Việt Nam nữa không? Mặt mũi nào anh gặp những cái người liên quan đến cái câu chuyện này? Anh còn cơ hội nào để có thể về Việt Nam để đứng lên sân khấu diễn không?
anh về Việt Nam anh có dám không đeo khẩu trang không anh Lê Tính? Em học dịch lộn đó nha, không giỡn đâu. Ăn học dịch lộn liền đó. Thì trong tất cả những người mà Nam hay phản biện đó, Nam nói thiệt luôn, ví dụ như Thám Tử Cao Nam vẫn thích là phản biện với mấy à, chỗ Mi Xuân thì Nam dừng lại ở lời khuyên à, chỗ chị Trang Mina đó thì có thể là ngày mai Nam sẽ có đôi lời là phản biện hay là khuyên thì suy nghĩ thêm. Tại vì thật sự là trong các cái câu chuyện đây thì thật sự là xong. Nam dù sao nhưng mà bây giờ là Nam gây thù chú quán với hết cả mọi người rồi. Nhưng mà thôi thì Nam cũng nói lên cái tiếng nói của lòng Nam thôi, công tâm mà nói thôi, thôi kệ không sao. Mà tôi nói ông Lê Tính ra đường á, là phải bịt khẩu trang. Thì cái việc đầu tiên của tôi bây giờ ra đường là tôi phải bịt khẩu trang đó mọi người. Bây giờ là Nam ra đường là Nam trốn chui trốn nhủi. Cũng khổ lắm. Không biết phe địch phe ta nữa. Chui chui kèo nó phe địch, trời ơi nó kiếm đầu tôi á. Không, mình phải thực tế. Mình phải thực tế rồi, mình ở ngoài sáng là mình chết liền. Là mình bây giờ phải là lấy khẩu trang mình tập lên mình đi chứ mẹ ơi. Đi cái nơi nào nó lạ lạ rồi ngay fan của Thám Tử Cao nó mem tôi nữa. Rồi biết là có pháp luật đó. Nhưng mà tới lúc mà chú Âu Xanh đến rồi tôi chèm bạc luôn rồi sao. Mới hù ông Lê Tính là ra đường có dám khẩu trang không. Mà bây giờ là mình nghĩ lại là mình thấy mình cũng hơi rén. Nam rén liền. Nam sẽ không dùng từ nặng nề, bất lịch sự à, ví dụ như là chỗ chị Mi Xuân hay là chỗ chị Trang hay kể cả Thám Tử Cao. Nam phản biện trên những gì họ nói à, mong là những anh chị em đó hiểu. Trong câu chuyện này Nam không có ác ý, không có cá nhân. Chẳng qua là Nam thấy nói không đúng, Nam phản biện thôi. Nhưng riêng anh Lê Tính thì Nam nói thiệt lượng Nam khinh. Thiệt riêng anh Lê Tính là Nam khinh luôn. Một con người phản phúc đúng rồi đó. Ủa? Không phải. À, tính không quay lưng Hồng Loan không đâu bằng anh hai. Chị Thanh Thúy có thể nói đúng đó. Nhưng mà anh hai là một cái dạng khác này. Anh hai là một cái dạng khác này. Mọi người nên về coi lại bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Mọi người nên coi lại cái bộ phim Tiếu Ngạo Giang Hồ. Và trong đó có một cái nhân vật rất là hay, là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần đó. Đó là một trong những cái người mà Nam cũng một cái nhân vật mà ông Kim Dung cũng xây dựng cũng khá hay. Bề ngoài thì đạo mạo nghiêm trang, nói năng là lễ độ, hành xử bên ngoài thì lúc nào một người quân tử, nhưng thầm thẳm ở bên trong nó là một cái tên ngụy quân tử. Mà người ta nói là thà là một chân tiểu nhân, tiểu nhân mẹ đi không sao hết à, để sẽ dễ sống chứ đừng trở thành tử. Cái vấn đề nó nằm ở đó. Ví dụ như anh chị để ý đấy, mình để ý cái này, nếu như chúng ta mà ta sống cỡ tuổi như Nam á, thì chắc có thể sẽ nhìn ra là những anh em xã hội đó, những anh em ở ngoài xã hội và những mình nói là những anh em đang sống bằng cái nghề xã hội thì trong mắt người đời á, là người ta xấu đúng không? À, làm đủ mọi nghề à, cho vay nặng lãi rồi bắn rồi buôn bán hàng cấm ví dụ vậy. Nhưng mà thật sự luôn á, những cái người đó thà là một như vậy luôn, nhưng mà người ta sống nét nào ra nét đó, dọc là dọc mà ngang là ngang, chứ kiểu mà tỏ ra mình là một người tốt để rồi á. Bà Tiên à, bà Tiên mà nói đất đất á, bà Tiên ở đây anh, ngày cơ Tiên là biết đây ha. Bài khổ ai dính vô câu chuyện của ông Phúc Dần cũng một năm qua là cũng mệt mỏi lắm rồi. Ai bị tổn thương hết, ai cũng bị tổn thương hết, kể cả những người không liên quan nhảy vô cũng dính trưởng luôn. Đang khơi khơi sống của mình yên ổn ngon muốn chết luôn, cuối tuần về trồng tre măng, bây giờ ngày phải ngồi đây chém gió bị nó chửi lại thằng luật sư câu lai. Không mà thật sự mọi người, công việc của Nam mà nếu Nam chu toàn á là tốt á. Thời buổi bây giờ là thời đại 4.0 mà, thời đại công nghệ thông tin, thời đại mà là truyền thông nó quan trọng. Thì một công ty mà như một công ty luật bây giờ mà có một nhân sự mà như Nam, trời ơi đừng nói, nếu mà hiện tại giờ đang Nam mà làm công cho ai thì đừng nói lương 5.000 đô, 5.000 đô dễ gì thuê được Nam.
Hôm nay vui á, vui vì nghe tin được Ni về. Tại vì thật sự mình nói là tính cách của Ni là Nam biết. Tuy rằng chưa gặp nhau bao giờ, nhưng Nam biết người con gái này, cô gái này là một người gọi là sao ta? Ân oán phân minh. Bạn này là một người phụ nữ là sẽ là một người ân phân minh. Bạn kính người ta một ly, người ta sẽ kính bạn là một thước. Rồi bạn chắc một ly sẽ cộng lại bạn 10. Mà bạn lúc mà đá ly một cái là ly nó đá lại cho 100 cái. Nam cảm nhận được cái này là Nam nói nha. Ly mà lỡ có nghe cái này thì đừng mà không đúng, đừng có buồn Nam nha. Cái người phụ nữ một người phụ nữ thông minh nha, một người phụ nữ quyết đoán nha, mà trong đó nó có cái máu đàn ông ở trong đó thì họ sẽ lợi hại hơn một thằng đàn ông thông minh. Cô chú mình tin Nam chưa? Nếu một người đàn ông thông minh giỏi đó, nhưng nếu mà đặt gần một người phụ nữ thông minh thì cái sự lợi hại của họ đó nó phải gấp đôi người đàn ông. Thì đôi khi người phụ nữ họ hành xử đôi lúc nó thiệt tình hơn người đàn ông. Mà như Ni là một người thông minh, một người rất rạch ròi, ân đền oán trả, kính một thì tôi kính lại 10, mà đá vô đích tôi một cái thì tôi xuất vô mặt một cái. Mọi người cứ chờ đi. Tuy rằng không gặp, nhưng mà tại vì Nam có nói đó, Nam đã từng có một khoảng thời gian nghiên cứu nhiều về tâm lý. Cho nên là nhìn bạn Ni thì không phải đơn giản đâu. Nội cái việc mà những người xung loan, ví dụ như chị Mi Xuân, chị có nói đó, là Ni là không ai tiếp cận Hồng Loan. Ni là không cho ai Hồng Loan thân, không cho Hồng Loan thân với ai. Thực tế trong cái câu chuyện này, Ni mà không làm như vậy thì cái chỗ nhà số 5 nó như cái nồi cám heo vậy. Nó sẽ loạn đảng lên á. Ai cũng nhìn thấy bé Loan nó giống như cái cục mỡ vậy mọi người, giống như là cái miếng thịt gì đó. Mà ai nhảy vô mà bé Loan nó không sáng suốt nhận ơn nghĩa đó thì sau này nó trả làm sao? Bởi vì nó phải dựng một cái hàng rào xung quanh em đó. Mà chính vì nó yêu thương bé Loan thật lòng, nó mới làm điều đó. Chứ nếu như nó đến như người khác, nếu như Ni cũng như cả những người khác đến đó để mượn danh tiếng trong một cái khoảng thời gian đó để trục lợi, thì Ni nó không có làm quyết liệt đến mức độ vậy đâu. Nó sẽ cùng chung tay nắm tay từ Bắc vô Nam á, nắm tay ai đến. Tại vì sao? Nhiều người mà giúp Loan đồng nghĩa với việc Ni nó sẽ đỡ tốn tiền. Mọi người nên nhớ điều đó. Thời điểm đó Loan nó rất khó khăn. Cô chú tại thời điểm đó Loan cực kỳ khó khăn luôn. Nghe câu chuyện mà đến cái bàn thờ của cha mình mà không có tiền để mua. Trong khi gom vô đi, mọi người chút, có phải là Ni nhẹ nhàng không? Mà cái cách sống của Ni nó cực kỳ hay ở chỗ vậy nè. Nó cho nhưng mà nó không để cho người ta bị mang ơn bãi đấy. Tức là cái cách của Ni nó thừa sức, nó giúp một phát một luôn. Ví dụ, tại vì theo cái câu chuyện này là Nam thấy được rằng là Ni hay lắm. Cái cách cứ ứng xử hay lắm. Trước khi mua bàn thờ là Ni nói em điện cho anh hai đi, điện cho anh hai, không có điện cho chị ba. Tức là đây, không biết là có phải là có tâm lý để thăm dò cái tình cảm của anh em hỏi không, nhưng rõ ràng là trong cái cách hành xử của Ni là nó đầy đủ vừa lý trí mà vừa tình cảm luôn. Trong khi cái chuyện đó ai cũng muốn nhảy vô để mỗi người dính miếng thơm, rõ ràng là bây giờ là cái bông hoa nó đang tỏ ngát hương, ai cũng muốn chạy gần lại để hửi miếng. Thì Ni nó không thương thật lòng thì bây giờ nó đứng xung quanh đó, nó giả bộ nó hơi giơ tay thôi, ok anh chị thương em, ok chị thương em, ok chị thương em, xong rồi ai nhảy vô nó nói giờ vô đó, giờ muốn mua cái gì đó là chúng ta cùng tụ hùng lại đi, hoặc là đang muốn làm một cái việc gì đó chúng ta cùng gom góp lại đi, thì có phải nó đỡ tốn không? Ông trời ông nói có cái câu là cái của cho nó không bằng cách cho, cái của cho nó không bằng cách cho. Cách cho của Ni đó bé mớm nó hoàn toàn nhẹ nhàng, tức là như nước chảy thành sông, giống như một cái người ân của mình vậy đó. Cô chú thấy Nam nói đúng không? Theo này dù bé Loan nó thoát ra, nó có trả hết lại những cái về vật chất cho Ni, thì cái tình cảm chị em nó rất là đẹp. Nó đẹp như vậy mà tại sao chúng ta không thương, đúng không?
Trong khi đó những còn lại thì sao? Những người còn lại thì sao? Em đó còn không có kinh nghiệm để va chạm cuộc sống. Nó bán cá, nó ba chạy xe, nó làm những cái công việc chân tay trong một khoảng thời gian rất dài. Đùng một cái đặt nó lên một cái vị trí gọi là ngôi sao đó, giống như cái dạng là ngôi sao vậy đó. Mà Ly nó không thương thật lòng, nó không bảo bọc bé Loan thì đảm bảo bây giờ mọi người sâu xé nó rồi. Sâu xé con bé không còn cái gì đâu. Trời ơi, đã nhìn tổng quát cái câu chuyện mọi người nhìn vô đi. Thương đi, phải thương đi. Đó, phải thương đi. Còn chỗ chị nào á, nãy mới nói về tình của chỗ nhà, chỗ Linh Tín. Em quên rồi, nãy ai nói về, à ông Lê Tín. Hèn quá, nói cái câu mà đi phân tích về chỗ đó hèn quá. Thù ai thì thù. Ví dụ như là anh không thích chỗ Linh Tín, anh có thể công kích trực tiếp Linh Tín. Cái tình bạn giữa cậu với chỗ của nghệ sĩ Linh Tâm á, nó 40 năm, nó 30-40 năm đem lên xong anh bêu rếu gì vậy. Nó rất hèn. Em nói thiệt, nếu như em là Linh Tí, em nói thẳng với anh, nếu như mà có duyên mà gặp anh ở ngoài đời, em xin anh cái răng. Sao vậy? Chuyện nào ra chuyện đó chứ làm sao mà em cái chuyện mà của cố nghệ sĩ với nghệ sĩ Linh Tâm ra anh bêu rếu như thế. Con người ai cũng có lòng tự trọng hết. Ơn nghĩa là ơn nghĩa, chứ không thể nào mà anh ban ơn cho người ta hoặc là anh thấy người này ban ơn người kia là anh bắt cái người kia phải quỳ dưới chân cái người kia sợ. Mà chính cái người ban ơn đó, người ta nói là quân tử tri ân bất cầu báo. Cái người ơn người ta không nghĩ, anh người ngoài anh nghĩ làm gì. Rồi anh đem anh lấy cái lòng dạ tiểu nhân của anh áp đặt lên chỗ một tí, rồi anh áp đặt lên những đứa con, những cái đứa con nít. Anh hèn vậy anh. Đàn ông không ai như vậy. Mà quên, em xin lỗi nha, câu này em mới hơi sai. Sai chỗ này, sai ngang xương, sai ngang hông. Em ăn miếng chanh mọi người ơi. Cho nên á, anh Tân á, anh Tân TV à, có mấy lần á, anh nói là Nam ơi, anh đang uống cà phê với chỗ Trâm với Linh Tuyết, em rảnh không chạy ra đây. Rồi Nam ơi, bên nhà số 5 cũng quý mến em lắm, em có rảnh không em chạy qua đây. Thực tế mà nó, nếu như em mà cũng ham hố rồi bắt đầu cái em nghe người ta mở lời vậy, hoặc là em muốn tiếp cận, em sắp cái đích em đi rồi. Nhưng mà thật sự để cho cái tình cảm của tụi em nó trong sáng, để cho cái tình cảm của em dành cho các em nó không bị lợn cợn, thì em có nói rất nhiều phiên live trước, em sẽ đến thắp nhang cho cậu vào một ngày mà cả mọi thứ nó kết thúc. Em sẽ đến em ăn hủ tiếu và ủng hộ bé Hồng Búm. Em sẽ mua trên tay của chỗ Mỹ Mỹ. Em sẽ mời vợ chồng Linh Tí đi ăn hoặc là đi uống cà phê. Tại vì như em với Linh Tí như bằng tuổi nhau mọi người. Linh Tí là bằng tuổi nhau, mà hồi nhỏ là em cũng đã coi cải lương của cậu ấy rồi. Hồi nhỏ thì cái tướng em với bạn ấy chắc cũng giống giống nhau, nhưng mà nó lớn lên cái gen nó tốt nó bự hơn em. Hình như Linh Tí bằng tuổi em phải không mọi người cho em biết em có bằng tuổi Linh Tí không? Yeah. Sao không ai trả lời em hết vậy? Có ai biết Linh Tí bao nhiêu tuổi không? Dạ bằng em 83 đúng không chị? Thì á, thật sự nhỏ đó là khu làng xóm em là thấy em có cái năng khiếu đi làm diễn viên. Thấy bạn Linh Tí là con nhà nòi hát hò hay. Có cái đoạn mà Linh xíu hát với cái cô Hồng Nga đó. Nam nhớ. À Linh Tí, à từ Tí là 84 đúng rồi. Làm vợ quá, đáng ra là Tí phải 84. Như vậy là gặp là xưng anh liền, không để cho nó. Không để cho nó nó xưng bạn như mình, bắt nó kêu bằng anh luôn. Ngon lành gần mướp luôn, hết chạy. Cái nết Tí mà chơi với em là thân á. Em thề luôn, cái nết Tí mà chơi với em là thân. Em ở ngoài đời em sống em khịa người ta dữ lắm. Em cũng lý lặng dữ lắm. Cái nết là thân á, có một lần em lên trên cái trang Facebook của ổng, em nói nè: "Ê Tí, dạo này khỏe không? Bạn học cũ nè." Cái ông cũng vô, ông tưởng ông mình là bạn học thật mới trả lời: "Ai vậy cha?" Mình mới định vô khịa thêm câu nữa, cái có một bạn nào chắc là fan của ông sao vô chửi mình luôn: "Mày là thằng nào?"
thấy tao sang hoàng làm họ hả? Cái mắc cỡ của anh em luôn. Tí lục lại đi con Tí á, à, cách đây khoảng chừng 4-5 tháng vậy đó, mình thấy Tí vui vui mình nhảy vô mình comment biết ai không Tí, tôi dễ trơn à. Tí thì có rep mình cũng vui chứ, được nghệ sĩ rep mình mừng lắm chứ, được nghệ sĩ vào rep mình là mình mừng lắm. Nhưng mà đợt này mà lỡ mà có duyên mà gặp Tí ở ngoài là mình xưng anh liền, đâu có thể nào để có cái nào lợi thế là mình chụp trước. Dạ chị Ni thì lớn em biết à, chị Ni em nghĩ chắc 80-81 gì. Nói chung người tốt quá, mọi người nhìn vô á, à, trong cái nhân quá, à, trong cái này thì Nam không có thiên về về gọi là dị đoan đâu nha, không có thiên về dị đoan đâu, mà trong cái sách về thần học cũng như về nhân tướng học nói rất là rõ, một cái người là ngay người là người ngay thẳng á, ăn ngay nói thẳng việc tốt á, thì lúc nào cái cho dù cái sắc diện họ không đẹp, có thể là nó không cân đối, nhưng mà mình nhìn họ mình sẽ cảm thấy thiện cảm liền. Còn cái người mà đã làm những cái việc mà nó mình phải nói sao ta? Mọi người có thấy cái cô hoa hậu không? Chúng ta nhìn không bao giờ thấy chữ thiện ở trong đó. Cho dù cô ấy có vác lên trên cơ thể cô ấy 1.000 tấn vàng, rồi 800 tấn lụa, 500 tấn phấn, vẫn không bao giờ thấy chữ thiện ở trên đó. Nhưng trong mắt của Nam, khi nhìn Ni, tuy rằng có những lúc Ni rất là gai góc, kể cả những cái lúc mà bạn Ni á, là với bạn mình là live stream với nhau á, là nói lên những cái nỗi lòng của Ni, thì thật sự luôn là Ni khi đó thể hiện rất rõ là khi chạm cái bảy người của nàng ấy rồi, chạm ngay cái bảy người của nàng ấy, nàng ấy khui hết. Cái người quân tử là như vậy đó, chứ không có cái kiểu mà thơm thảo để rồi để thù hằn người ta. Cái hay, cái cách sống của Ni ở chỗ đó là Nam ngưỡng mộ. Một khi anh đã quay lưng với tôi, một khi anh đã phản bội tôi cho anh cơ hội nhưng mà anh vẫn sống như thế, thì tôi thẳng thắn khui ra luôn, chứ không có kiểu mà giấu giếm, bắt đầu tìm cách hại sau lưng. Chỉ có những thằng tiểu nhân nó mới làm việc đó thôi. Hay. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn đâu đó trong cái nét mặt của Ni cái chữ thiện. Mọi người cứ nhìn đi, có phải là Nam nói đúng không? Nó còn ví dụ như chị Hoa Hậu mà giờ mà chỉnh sửa lại, có vẽ lại đi chăng nữa thì cái mặt nó vẫn hiện lên một cái gì đó khác lạ lắm. Thì tôi đem lên tôi đi tìm những cái người Nam chọn ra những cái người mà bên đó thì Nam sợ, Nam thấy ai Nam cũng sợ hết chứ. Chỉ mỗi bà Mỹ Xuân mới đẹp đẹp một tí thôi, nhưng mà lại bị thất cái giọng nó là giọng chanh chua đó. Đàn bà mà giọng chanh chua, một cái điểm yếu đó trong nhân tướng, mà cái giọng cao đó, tông cao đó, ông nào mà ngon ngon cứ nhảy vô lấy bà đi, hiểu hết trơn. Đàn bà tông cao đẹp đẹp, nhưng mà Nam nghiên cứu nhiều lắm, Nam nói là đúng không có thật đâu. Mà tôi sợ nhất là cái bà bầu xô đó. Bà ơi trời ơi, Phương ơi, là em tìm một cái người nào đó em dựng lên, rồi em giả bộ làm xô không được, sao mà đi dựng cái bà đó lên làm bầu xô, trời nó mắc cỡ muốn chết, ăn nói thì hỗn hào mất dạy. Úi trời ơi, khổ vô, không có cái con giáp nào giống cái con giáp nào hết mọi người ơi. Đó, mọi người thích Nam đi, bây giờ Nam cứ hết người này tới người kia rồi Nam sẽ trở thành đối thủ của tất cả mọi người luôn. Lặp đi quý trời. Nam đâu có nói dài đâu mà. Em ăn chanh đó mọi người, em ăn chanh đó. Trong cái phiên live này nè, mà Nam xin mọi người ha, Nam xin mọi người khi kết thúc live rảnh thì vô bình luận cho Nam, bình luận cho Nam. Tại vì thật sự là Nam cảm thấy là Nam phù hợp với cái công việc này, cảm thấy là Nam đam mê nó đó, làm thấy vui. Ví dụ như em là em làm xong đêm nay, cái ngày mai em nhớ, ngày mai chắc hết ý tưởng để nói rồi. Em ngủ cho tới khoảng 5-6 giờ sáng, 7-8 giờ em dậy, ví dụ như nghỉ, em nói trưa nay tôi không like nữa đâu. Nhưng mà tới 10 giờ cái nhớ mọi người, trước khi mở máy lên thì hệ thống một chút xíu thôi thì lúc nói, thì trong các buổi nói thì thực sự là khi được động viên của cô chú thì Nam vui lắm, vui. Không có cái gì bằng mà mình truyền tải được cái đó là mọi người muốn nghe,
không có vấn đề gì mà sung sướng bằng cái điều đó cả. Thì ví dụ như trong tương lai mà lỡ như Nam có bị lệch lạc gì đó, cô chú chỉnh sửa cho Nam. Tại vì khi mình biết lắng nghe thì lúc đó mình mới hoàn thiện được. Nam mong mỏi cái điều đó. Tại vì Nam biết rằng nếu như mà Nam phát triển được cái cộng đồng này của Nam, Nam sẽ giúp được rất nhiều. Nhiều người điện cho Nam lắm, có khi Nam mệt lắm luôn, Nam xuống phiên lai hoặc là Nam làm xong Nam mệt. Nhưng mà bây giờ cô chú điện Nam, Nam không trả lời không được. Nhưng mà Nam trong tương lai gần thì Nam sẽ lập ra một cái ban chuyên môn, là khoảng tầm một luật sư với khoảng 2-3 bạn thư ký gì đó, một cái ban chuyên môn thôi. Thì tất cả các cái câu hỏi hoặc là những cái cần gì cần tư vấn đưa về công ty thì Nam sẽ cho một cái ban chuyên môn đó tư vấn. Với dưới góc độ là một người chủ doanh nghiệp như Nam á, thì cất nhắc được. Mà nếu như tư vấn á, thì Nam không có lấy phí đâu. Mà Nam biết chắc rằng khi mà Nam tư vấn cho 10 người thì sẽ có một người thuê công ty Nam làm, thì lúc đó cái chi phí nó muốn phát sinh. Thì thay vì chúng ta thuê người này thuê người kia thì cứ thuê công ty Nam. Nãy là mình nói là công ty mình giỏi, nhưng mà Nam khẳng định là cái thái độ với cái nhiệt huyết cũng như là cái sự tận tâm là sẽ có. Rồi ví dụ như vướng tới đâu thì chúng ta cùng nhau tháo gỡ, là cái mà Nam muốn chia sẻ và truyền tải bằng like, share trong các phiên like để Nam có thêm nhiều người biết đến. Nam có một cái trang Facebook, Nam sẽ ghim lên trên cái bình luận từ cái video này ra đi, là Nam sẽ cố gắng Nam ghim lên. Cô chú mình cần đặt câu hỏi gì thì đặt lên đó là dễ nhất. Tại vì trên đó ngoài luật sư của công ty Nam cũng còn cả trăm các anh em luật sư khác rải rác cả nước, trong đó luật sư lắm. Nhưng mà nửa năm trước là không biết em bị vi phạm cái gì đó, là nó flop tới bây giờ luôn, là tìm ở trên thân công cụ nó không ra. Cho nên thì trước mắt là Nam ghim, cô chú anh chị mình cứ đăng ký nhiều nữa thì có lẽ là nó sẽ phục hồi trở lại. Thì cái nơi đó là cái nơi đầu tiên em cống hiến rất là nhiều, trong ngày em tạo uy tín của em trên đó, giúp đỡ nhiều, em tư vấn đó. Thì ví dụ như cô chú anh chị mà thương Nam thì coi như là thấy những gì Nam đang làm là tốt, là thiện nguyện, là có thể giúp ích được thì giúp Nam. Một, like, share các cái nền tảng của Nam để cho cái cộng đồng của Nam nó mạnh hơn. Hai nữa là đừng có ngại khi mà hỏi, đó, cứ hỏi em thoải mái. Từ nay mai em sẽ lập ra một cái ban chuyên môn nữa đó. Còn trong câu chuyện này thì em nói rồi, cái drama nào rồi nó cũng kết thúc. Một lần nữa thì nó sẽ gửi lời đến cho những anh chị nào đang có những cái suy nghĩ mà đối lập với bên em. Hãy bình tâm trở lại. Tại vì thực tế là đôi khi chúng ta cái tiếng nói nó mạnh quá, nó sẽ gây ảnh hưởng và lệch lạc cả một cái bộ phận xã hội là không nên. Tại vì những gì Nam nói nó dựa trên pháp luật hết á. Ở đây là Nam có phản biện thì cũng chỉ phản biện dựa trên các cái thông tin chị nói ra thôi, chứ Nam không có nói thêm. Nam cũng chưa có dựng chuyện là người này là giật chồng người kia, hoặc là người kia là mượn nợ người nọ rồi không trả, hoặc là thằng này phạm tội chỗ kia mà trốn. Nam chưa có dựng chuyện đó. Đó. Cho nên là cũng mong là mọi người sẽ chậm để nghe và chọn cái người để mình nghe. Ví dụ như trong cái hôm qua hôm kia đó, cái em đó là hàng 720 đó, nói thật luôn là 100 lời khen đôi Nam đọc xong rồi Nam quên. Nhưng mà em ấy đến với phiên live của Nam với một cái tinh thần, hàng đến với phiên live của Nam là với tinh thần là bảo vệ cho hoa hậu. Nhưng mà em tự nhiên cái em thấy là bạn ấy tuy rằng bảo vệ cho hoa hậu nhưng nói chuyện rất là em trân quý ngay. Thì khi em nói rồi, bạn ấy sau phiên live bạn ấy vào bình luận tiếp, thì trong cái bình luận đó là bạn ấy đang ngầm chấp nhận em rồi đó. Tức là có lẽ là em nói từ cảm hóa thì nó không đúng. Tại vì thực sự là cái cô bé này vì thấy cái việc làm của em nó quyết liệt quá, cái thời điểm đó quyết liệt quá, sợ rằng cái hành vi của em sẽ gây hại cho gia đình nhà hoa hậu, em ấy lên tiếng đó. Nhưng mà rất là trân trọng em, tại vì anh cần những cái người đối thủ hoặc là những cái người mà đối nghịch với anh như thế. Chứ như cái bạn nào nãy nói em á, Nam ơi phân tích về bạn Ngơ Trang đi, em ơi xách cái quần chạy 800 cây số, riêng cái bạn đó là em xách quần chạy 800 cây số luôn. Bình thường em nghe giọng của em nó cứ hào hào hàng hàng vậy đó, mà sao rất nhiều người nói là giọng em ấm và truyền cảm. Cái này em hỏi thật á, được cô chú nói là giọng của luật sư nghe rất là hay. Mà từ đó giờ là em là kém tự tin nhất là về giọng nói của em. Em chỉ cảm thấy mình đẹp trai thôi, tức là em cảm thấy được mình là rất đẹp trai, nhưng mà giọng nói thì lại không được truyền cảm thôi.
Em chào chị Đông. Cái nút xanh xanh này là của chị Đông phải không em? Trời ơi, mai mốt là phải nhớ em này, nó còn cái chữ gì nè. Ủa, ai ní? Trời đất ơi, em like mà vợ em ngủ rồi mọi người nè. Nè, nè, nè mọi người ơi, bà Đông nè, đó. Thương chưa? Nó ngủ quèo luôn rồi. À, có anh nói là nhìn luật sư trẻ, nhìn luật sư trẻ mà có tâm, có cảm giác là còn hơi háo thắng, nhưng mà thấy là có tâm thì thật sự luôn đó. Em nói với anh chị nè, em năm nay là 42 tuổi rồi, áp nó cà với phần là nó gồng gánh, cho nên là mọi người nhìn mặt em nhìn trẻ, chứ thật sự là em 42 tuổi, nói chung là cũng trải rồi. Mà trong cái ngành luật của em á, nó sẽ rực rỡ nhất là khoảng từ 40 cho tới khoảng 50, 52 thôi. Những tuổi sau đó rồi là lúc đó đó. Tại sao mà Nam nói tại sao những người ngoài 50 là không phải là không tốt đâu, kinh nghiệm họ nhiều đó, nhưng mà cái động lực họ không còn. Ra trường năm 23 tuổi, công nhận luật sư khoảng năm 29 tuổi, làm việc trong vòng gần 20 năm, thì tất cả mọi thứ là một người luật sư em nghĩ họ sẽ có đầy đủ đó. Nhà, cửa, xe, cộ, danh vọng nó có hết rồi. Thì khi mà họ ngoài 50 rồi đó, thì họ làm chỉ mang tính chất giải trí thôi. Cái sự mạnh mẽ hoặc là cái sự quyết liệt trong công việc nó sẽ không còn như cái thời trai trẻ nữa. Còn dưới cái tuổi 40 thì là nó còn trẻ trâu đó, nó sẽ còn trẻ trâu lắm, còn hơi háo thắng hơn luôn. Thì bây giờ là em đã vừa chạm cái ngưỡng 40 ngoài đó, nó còn cái ngưỡng 40 ngoài thì đang là trong cái thời điểm đẹp đẽ nhất của đời một người luật sư của em. Có một anh khán giả xin anh hỏi là nghe nói sắp tới Hồng Loan sẽ ra khỏi nhà đúng không, mẹ con bà Sáu trở về. Đôi khi ước mơ chỉ là ước tin đi mọi người, tin tham đi, mà Hồng Loan mà lỡ mà bị ra khỏi nhà rồi thì thôi, em cũng tặng lại thẻ cho đoàn luôn, em mời Hồng Loan về quê em mấy anh em làm vlog cất cái nhà bên bờ sông, sáng nhậu chiều say. Trời ơi, chỗ em mà cất cái nhà đẹp đẹp, cái dạng nhà mà bằng tạm á, đổ cái móng xong rồi lên cái nhà sàn rồi quất lên cái đèn xanh xanh đỏ đỏ, em câu từ bên này qua bên kia xong rồi đảm bảo cuộc sống như tiên luôn, thiệt luôn, cuộc sống sẽ như tiên luôn. Trời ơi, gì nữa, cho nên là mọi người yên tâm, Nam nói là Nam là tin luật sư, không đi tin, đi tin ai đâu, không khổ ghê. Luật sư chỉ được ga lăng với chị Ni Xuân thôi nhé, hả? Cho em hỏi chị Ni và Hồng Loan thắng hết toàn tập không anh? Anh nhắc lại nha, cái này là có lẽ là trong cái nền tảng của anh sẽ có một số anh chị mới theo dõi Nam, chưa có coi được những cái đoạn trước hoặc là những cái bài phân tích trước của anh. Cái chìa khóa cốt lõi để mà Hồng Loan thắng trong câu chuyện này là xác định được cái mối quan hệ cha con với cố nghệ sĩ. Xác được cái mối quan hệ cha con với cố nghệ sĩ, dù nuôi rui hay ruột, chỉ cần xác lập được chỗ này, Hồng Loan thắng. Thì trong cái câu chuyện của BH Media gì đó, cái về sở hữu trí tuệ ở ngoài Hà Nội á, là đã tuyên Hồng Loan thắng rồi. Giao tất cả các quyền về sở hữu trí tuệ Hồng Loan quản lý, gìn giữ, được hưởng các phát sinh về tài chính liên quan những tác phẩm này. Thì bây giờ cái cốt lõi của cái câu chuyện cái bạn thành phố Hồ Chí Minh nó cũng dựa trên cái mối quan hệ cha con đó. Thì không thể nào cùng một cái chủ thể, một cái mối quan hệ cha con mà ngoài kia người ta xử thắng mà trong này dám xử sai, xử thua, là từ họ, của mình. Nghe tới đây mọi người hiểu chưa? Yên tâm chưa? Nghe tới đây thì phải hiểu đúng không? Ngoài kia thắng là vì con của ông Du Linh, thì trong này không thể nào mà bác được. Bán án kia nhỏ thôi, nhưng cái cốt lõi nó nằm ở đây. Xóa thường cư trú thì có đăng ký lại được không? Bây giờ quản lý bằng cái mã số định danh rồi, cái đó nó cũng không quá quan trọng đâu. Về đăng ký là làm được căn cước công dân thì lúc đó nó được mà. Thì đúng rồi đó. Sao mà giờ này cũng có người Hồng Loan có được ở trong căn nhà đó hay không?
cứ bị họ dẫn dắt mình đã thiệt luôn á. Nó buồn, nó buồn cô chú mình dữ dằn lắm. Không, chắc là một lần nhỏ thôi. Mới buổi đêm á là mình bảo vệ Hồng Loan, mình đưa ra cái quan điểm, mình xoa dịu cái là yên tâm đi. Tức là sau cái bài nói của Nam là mọi người yên tâm là bé Loan nó sẽ không sao hết, cái yên tâm đi ngủ. Ngủ một đêm thì dậy thôi đi, không chịu, lên trên mạng nhiều chuyện, coi video ông này, coi video ông kia, nói Hồng Loan mất nhà rồi, bắt đầu hoang nguyên một ngày luôn. Xong rồi tối lên hỏi ông luật sư Nam, qua Nam là sao nữa, rồi nghe tôi xoa dịu cái yên tâm về đi ngủ. Rồi hôm sau lại lên hoang mang. Nam nói rồi, không có thua đâu, được chưa? Thương gì đâu á, cô chú mình ơi. Rồi thôi, hôm nay là những cái gì quan trọng, những gì tốt đẹp mà Nam cũng đã phân tích trình bày. Rất mong là cộng đồng của chúng ta càng ngày sẽ càng phát triển hơn. Nam hy vọng là Nam sẽ có thể là nói lên được cái tiếng nói của nhiều người hơn nữa. À, mà quên là chiều này có một cái kỷ niệm mà Nam rất là buồn luôn. Nam live tóc tới đây là được 15 ngày đó. Nam live 15 ngày thì tổng cái thu nhập Nam trên cái live tóc này là được 167.000. Chính xác luôn là được 167.000 Việt Nam đồng. Chiều nay rảnh ngồi lướt cái thấy có hai cái đứa nó chơi, nó hiện hai cái hình lên vậy nè mọi người, nó hiện hai cái hình lên vậy nè. Cái nó kêu là tặng bông cho em đi. Thì mình mới bấm vô cái bông hồng mỗi ngày bên cái bên phải nè, mình bấm vô vậy nè, cái nó hiện lên màn hình. Mà trời ơi, quỷ thần đất thở ơi, em bấm lên cái em thấy bên này có ba cái bông à, em bấm lên ba cái nó lên 6 cái, cái bên kia là 4 cái bông, cái người ta bấm lên 8 cái, cái em lên 10 cái, cái bên kia nó bấm lên 20 cái, cái em bấm lên 30 cái, nó bấm lên 50 cái, em bấm lên 70 cái, mà em bấm hơi em bấm 250 cái luôn, chính xác là 256 cái luôn. Xong rồi cái em cúp máy thì cũng bình thường, cũng đâu có suy nghĩ đâu, cái mình nghĩ ủa rồi mình bấm cái bông hồng vậy là mình có bị mất tiền không ta. Thì em vô cái chỗ mà số dư gì của em nó còn đúng cái 26.700 đồng rồi ta. Cay bương tháng trời, được tháng trời. Ủa thường mình bấm vô cái bông hồng đó là mình phải đổi xu đổi gì mà, chứ sao này nó trừ thẳng tiền em vậy. Đáng ra là phải bạn phải xác nhận là bạn phải đổi xu ra cái đồng gì đâu mà em bấm vô thôi em hết sạch tiền luôn còn 27. Trời ơi đất quỷ thần thiên địa ơi. Bữa nào em phải tìm cái bạn này cái trò đó, mọi người ủng hộ em nha. Em phải tìm cái đứa nào em bắt nó chặt, em bắt nó tặng bông hồng cho em mới được. Tấm chiếu mới quá mới luôn á, trời ơi. Like mình nói chung là đẳng TikTok này nè thì nó là cần thời gian. Một ngày nào em nuôi nó lên lớn rồi đó, em coi cái gì mà hay ho em cho vợ em lên đây bán. Hai vợ chồng bàn rồi Tết năm nay coi có gì hay á, Tết tháng 2 tháng gì đó mình bán, ai nói gì kệ không sao hết, mình làm mình kiếm tiền chân chính rồi, có gì đâu mà lo. Chỉ sợ lên đây quyên góp à, Nam nói thật luôn, chỉ sợ lên trên đây là cô chú ơi, gần nhà con có bà kia bệnh dữ lắm 80 năm mà chưa chết à, thì là bắt đầu là quyên góp người dăm 30 đô, dăm 300 ngàn, cái đó mới đáng sợ. Em không phải bị dụ đâu ạ, tại vì thật sự là em thấy cái trò đó nó vui, tặng bông cho tôi đi, đó là em tặng thôi. Hoặc là em dạo ban đêm á, có những anh chị mà bị không may mắn, có những anh chị mà không may mắn, mấy anh chị bán rất là khuya, bán 2-3 giờ sáng á, là năm thường năm trước khi năm cái đó, là năm nhấp vô cái bông hồng, cái đó nói là bạn có quy đổi xu hay không. Thì em quy đổi thì bình thường là em tặng 10 cái bông hồng thì nó đâu có mất nhiều tiền đâu. Mà hồi chiều này em thấy hai cái bạn kia chơi, em nhấp là nhấp một hơi luôn, nó banh chành luôn. Dạ rồi, thôi cũng hòm hòm cái thời gian mình rồi, cũng đẹp rồi. Em cũng nghĩ là mỗi ngày chúng ta cũng dừng lại ở cái việc trao đổi tâm sự với nhau, chuyện xã hội cỡ khoảng thời gian này thôi là đẹp. Nhiều quá nó cũng sinh ra loãng. Mình làm lâu dài mà, cái công việc của em nó lâu dài, kể cả sau này ban ngày em còn dự định là em sẽ tư vấn, đêm em mới nói về chuyện xã hội đó, tập trung vô giúp đỡ bà con được nhiều hay nhiêu. Còn công việc của em thì mọi người thấy rồi đó, cuối tuần là cứ phải về làm nông đó. Em chúc cho các anh chị chúng ta có một đêm ngủ thật là ngon giấc. Lần nữa chúc cho gia số 5 lúc nào cũng hạnh phúc nha. Chúc Cam, chúc Ly sức khỏe.
Rồi mọi người chào em đi. Bye bye.